Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hẳn các bạn đang có nghĩ trên đời này chắc sẽ không tồn tại những loại chăn và loài rắn khổng lồ dài hàng chục mét và nặng hàng trăm nghìn kg. Thế nhưng ở những khu rừng như Amazon hay là U Minh Hạ vẫn còn tồn tại những loại chăn và rắn khổng lồ như thế. Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cuộc chạm trán đầy bất ngờ đấy là gì nhé. Những loài rắn khổng lồ chạm trán đã thấy dựng tóc gáy. Mãng xà cổ đại nặng 1,5 tấn đang sống ở rừng Amazon. Loài mãng xà khổng lồ dài 15 mét, nặng gần 2 tấn xuất hiện từ thời cổ đại được cho là đang sống tại rừng Amazon. Theo Express, Titanoboa là loài rắn khổng lồ có thể dài tới 13 mét và nặng 1,5 tấn. Quái vật thời tiền sử này được cho là sống cách đây 58 đến 60 triệu năm, một thời gian ngắn sau khi khủng long tuyệt chủng. Một số người tin rằng Titanoboa vẫn còn tồn tại trong khu rừng rậm Amazon. Rừng Amazon có tổng diện tích lên đến 6,7 triệu km2, là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới hiện nay, một trong những khu vực hiếm hoi trên trái đất mà con người chưa khám phá hết. Đây cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm chưa từng được khám phá, theo các nhà sinh vật học, và Titanoboa có thể nằm trong số này. Một số bộ lạc ở Amazon tin rằng mãng xà Titanoboa vẫn sống, đặc biệt là ở những vùng bùn lầy ngập nước. Nhưng người ta chưa từng tìm thấy xác một con rắn nào có kích thước to lớn tương tự. Trang Mysterious Earth nói người địa phương ở Amazon gọi loài rắn khổng lồ này là Sakumana. Nhiều người còn quả quyết rằng đã nhìn thấy quái vật rắn khổng lồ. Về mặt lý thuyết, lục địa Nam Mỹ vẫn là nhà của các loài rắn khổng lồ huyền thoại, Mysterious Earth viết. Anaconda cũng là loài rắn khổng lồ được ghi nhận có kích thước dài đến gần 8 mét. Tuy nhiên, kích thước này vẫn còn nhỏ hơn Titanoboa. Nếu Sakumana có thật, mãng xà này có thể là một loài rắn anaconda chưa từng được biết đến, hoặc thậm chí chính là Titanoboa. Dù thế nào, sự xuất hiện của loài mãng xà khổng lồ cũng sẽ không đem đến điều tốt đẹp gì cho con người, nên chúng ta có lẽ không nên mong chờ được nhìn thấy chúng. Chuyện dừng tóc gáy về những lần chạm trán rắn khổng lồ. Câu chuyện về loài rắn hổ mây khổng lồ, có những con dài tận 20 mét, nặng đến vài trăm kg ở rừng U Minh, khiến những người yêu bóng vía thót tim và dựng tóc gáy. Tuy nhiên, không ít người tò mò đã cả gan đi vào tận rừng ra để tìm và chứng kiến tận mắt loài rắn huyền thoại này. Cách đây không lâu, thông tin rắn khổng lồ xuất hiện tại khu rừng đặc dụng Vô Rời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau với sự chứng kiến trực tiếp của cán bộ kiểm lâm làm không ít người nửa tin nửa ngờ. Bí ẩn của rừng. Trong những tác phẩm nổi tiếng nói về rừng U Minh, nhà văn Sơn Nam thường kể rằng ngay từ buổi bình minh của lịch sử khẩn hoang miền Nam, dường như tạo hóa đã ban cho mỗi làng xã một bà mụ vườn, một ông thầy lang và một ông thầy rắn hổ để cứu nhân độ thế. Rắn hổ ở rừng U Minh từng là câu chuyện huyễn hoặc bao nhiêu người, trong số này có rắn hổ mây, một trong những loài rắn khổng lồ có mặt ở nước ta. Không chỉ là chuyện rắn hổ mây hay đi mây về gió, người dân U Minh còn truyền tụng kể nhau nghe chuyện những con rắn khổng lồ hai đầu. Quấn vào thân cây còn phần thân thì thả võng xuống vũng, bụng dẹp lép, đong đưa tát nước để bắt cá. Ông Hai Thọ, giám thị trại giam Cái Tàu, Cà Mau, người trên 30 năm gắn bó với rừng tràm U Minh cũng cho biết nhiều lần nghe tiếng rắn khổng lồ tát nước rào rào trong rừng. Có điều không ai có đủ can đảm đến gần để mục đích tận mắt chuyện này. Mọi chuyện về rắn hổ mây khổng lồ ở U Minh Hạ sẽ mãi là huyền thoại nếu như không có những nhân chứng sống, những người thợ rừng, những người gắn bó cả đời với rừng lục lại ký ức và những kỷ niệm một thời sống chết với rắn hổ mây khổng lồ. Ông Nguyễn Văn Đã, còn gọi là Hai Tây, cán bộ về hưu, người gắn bó cả đời với rừng tràm chỉ tay vào cái chậu kiểng gần bên nói: "Tôi đã từng thấy và đuổi một cặp rắn hổ mây khổng lồ vào rừng. Nó to bằng cái chậu có đường kính 4 tấc, dài 2-30 mét, nặng có đến hàng trăm kilo. Tôi chưa nghe ai nói bắt được con rắn này, có nghĩa là nó vẫn còn sống trong rừng và có thể là một trong những con rắn khổng lồ nhất U Minh Hạ còn tồn tại." Chạm mặt huyền thoại. Anh Chín Của, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Cà Mau, kể lại việc anh đã chứng kiến một con rắn hổ mây khổng lồ cách đây vài năm. Cuối năm 2002, trong một chuyến đi thăm rừng cùng anh kiểm lâm viên Đỗ Thanh Hóa, đến đoạn gần giữa ruột rừng đặc dụng Vô Rơi, trong khi anh Hóa đang mải mê nhìn khỉ đung đưa trên ngọn tràm hai bên đường, thì anh Chín Của như quát vào tai: "Thằng nào chơi kỳ kéo cây chắn giữa đường vậy ta?" Vì là tuyến đường chính thường xuyên có kiểm lâm qua lại, tự nhiên có một cái cây to tướng chắn ngang thì rõ ràng có người muốn hại cán bộ kiểm lâm. Sau nhìn kỹ, anh Chín Của la lớn: "Rắn, rắn, Hóa ơi!" Anh Chín Của rùng rời tay chân, còn anh Hóa run lên bần bật đạp thắng suýt té.
Đường đất rộng 8m mà con rắn bò ngang không thấy đầu thấy đuôi. Chỉ thấy đoạn sữa to cỡ cái gối ôm của người lớn. Là người chuyên nuôi chăn, anh Chín Của cho biết với kích cỡ ấy thì con rắn khổng lồ này nặng khoảng vài chục kg và dài cỡ 20m. Cách đây chưa lâu, khi rừng đặc dụng Vô Rơi còn chưa được quản lý nghiêm ngặt, thợ săn còn thường xuyên vào rừng thì nhiều người đã từng chứng kiến cảnh rắn hổ mây khổng lồ lướt đi trong lau sậy rào rào như bão tới. Thậm chí có người còn chiến đấu với rắn khổng lồ để bảo vệ mạng sống của mình. Ông Tư Nhất ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời kể rằng khi đi săn trong rừng tràm U Minh Hạ đã phát hiện được ổ của con rắn khổng lồ nằm trên một nõng đất cao. Bên trên là dây chọi dớn chằng chịt. Ổ của nó sạch sẽ và bóng láng, đường kính có đến vài mét. Rắn hổ mây khổng lồ không phải là đối tượng của các thợ săn. Nó vừa to vừa độc và là chúa tể trong rừng tràm, nên bất cứ thợ săn nào cũng phải e dè, khiếp sợ và tránh xa. Tôi thấy ổ rắn là người run lên bần bật. Phân của nó thải ra to bằng bắp chuối thì có nghĩa rắn phải to cả 100 kg, ông Tư Nhất kể. Chuyện của ông thợ săn, thầy rắn hai xanh ở lâm trường Trần Văn Thời cũng khiến người ta giật mình. Con cháu của ông đi rừng gặp rắn hổ mây khổng lồ bỏ chạy tán loạn và về báo lại với ông. Ông hai không tin có con rắn to như mô tả, nên cắp cây mác dài và dắt bầy chó săn 6 con băng vào rừng vào tìm. Trong lúc ông hai còn chưa biết rắn ở đâu, thì một con chó của ông la căng cẳng. Nhìn lại thì thấy con chó nằm tuốt trên ngọn tràm cao khoảng 10m. Con rắn cắn con chó săn và ngóc đầu lên cao vút, lắc qua lắc lại, mang phùng ra thấy trơn người. Ông hai là một thợ rắn lành nghề nhưng lúc này, mặt cắt không còn giọt máu, phù bỏ chạy khỏi rừng. Sau lần gặp rắn khổng lồ, ông về bệnh mấy ngày liền, sau đó giải nghệ không vào rừng nữa. Theo mô tả lại thì con rắn nặng khoảng 100 kg, dài chừng 20m. Hy hữu và buồn cười là trường hợp của hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng. Hai vợ chồng ông vào rừng tràm nguyên sinh đốn sậy về làm hàng rào, vợ đốn một nơi, chồng đốn một nơi. Đang đốn sậy, bỗng bà vợ thấy cái đuôi rắn to tướng bằng bắp chân liền nhảy vào ôm chặt rồi kêu chồng: "Con chăn bự quá ông ơi, đến tiếp tôi bắt nó." Nghe vợ kêu, ông chạy bọc đầu để chặn con chăn lại. Tới nơi, ông thấy con rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu qua khỏi đợt sậy phùng mang chuẩn bị tấn công. Ông cắm đầu bỏ chạy. Bà vợ cũng hoảng hốt chạy theo. Đến giờ, vợ ông Hoàng đã là người duy nhất từng được đụng đến thân con rắn khổng lồ. Phát hiện chăn khổng lồ ở Brazil. Con chăn dài 10m, nặng 400 kg được phát hiện tại một công trường xây dựng sau một vụ nổ ở một hang động phía bắc Brazil. Theo Daily Mail, công nhân xây dựng đập Belo Monte phát hiện con chăn sau một vụ nổ ở thành phố Altamira, miền bắc Brazil. Đoạn video cho thấy con chăn bị xích vào một chiếc cần cầu và để lộ khoảng bụng đốm màu vàng. Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận con chăn dài nhất thế giới hiện nay có tên Medusa, dài 7,67m. Được nuôi giữ tại bang Kansas, Mỹ, trong khi con chăn mới được phát hiện tại Brazil có kích cỡ còn ấn tượng hơn cả Medusa nhiều. Cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của các công nhân vì đã bắt giữ con chăn. Tôi không chắc điều này có thật hay không, nhưng nếu đúng là vậy, những người công nhân này thật đáng bị chỉ trích. Lẽ ra con chăn có thể sống lâu hơn, nhưng đã bị giết chỉ bởi vài bức ảnh, một người dùng chia sẻ. Dùng tay không bắt sống con chăn khổng lồ. Một giáo viên dạy toán 39 tuổi sống tại thị trấn Montory, vùng Gaina thuộc Pháp đã dùng tay không để chiến đấu và bắt sống một con chăn sau khi con chăn này xuất hiện ở gần khu dân cư và ăn thịt con chó nhà hàng xóm của anh. Con chăn có chiều dài 5,2m, nặng gần 80 kg và thuộc loài Anaconda, một loài chăn khổng lồ thường sống trong các đầm lầy và rừng rậm của khu vực Nam Mỹ. Do vừa nuốt xong con chó và đang trong quá trình tiêu hóa thức ăn, nên con chăn khá hiền lành khi Bacoles chạm vào nó. Mặc dù vậy, Bacoles vẫn cẩn thận nhờ một người bạn nắm chặt lấy đuôi con chăn để nó không cuốn lấy anh. Sau một hồi vật lộn, Bacoles đã sử dụng chiếc áo thun của mình để cuốn vào đầu con chăn. Bacoles cho biết anh không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với con chăn vì nghĩ rằng kích cỡ của nó không quá lớn. Nhưng khi được chứng kiến toàn bộ cơ thể của nó, anh cảm thấy hơi bất ngờ và có chút bối rối. Sau khi bắt được con chăn, anh định thả nó ở một khu vực cách xa khu dân cư, nhưng vì trời đã tối nên anh đành phải mang nó đặt vào trong bồn tắm của gia đình. Dĩ nhiên, người nhà của Bacolus cảm thấy không thoải mái và an toàn với vị khách không mời này vì lo sợ nó có thể thoát ra ngoài vào ban đêm. Tuy nhiên, tôi không lo lắng vì lớp áo quấn chặt trên đầu, nó sẽ trở nên mờ mịt và chỉ sống như một con sâu khổng lồ. Sáng hôm sau, Bacolus đã thả con chăn tại một khu đầm lầy cách xa khu dân cư gần 10 km. Kể từ khi 10 tuổi, tôi đã thích chơi với các loài bò sát, nhưng đây là con chăn lớn nhất từ trước đến nay mà tôi nhìn thấy. Gaza là một khu vực quy tụ khá nhiều loài rắn và bò sát.
Bà Colette nói, bắt được một con trăn với kích cỡ lớn như vậy là ước mơ của đời anh. Trăn khổng lồ nuốt chửng một con nai. Một con trăn khổng lồ dài gần 5 mét đã được tìm thấy tại vườn quốc gia Everglades của Mỹ. Sau khi bị giết, các nhân viên đã tìm thấy một trong bụng con vật này chứa nguyên cả một con nai nặng hơn 35kg. Đây là một trong những loài bò sát lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy tại phía nam Florida, Mỹ. Skip Snow, chuyên gia đã khám nghiệm tử thi con vật khổng lồ này và tìm thấy nguyên một con nai chứa trong dạ dày của nó. Con nai này nặng hơn 35kg. Các nhân viên cho rằng đây thực sự là một dấu hiệu nguy hiểm khi con trăn này thực sự có thể ăn được những thứ rất lớn. Con trăn này đã có những chiếc răng sắc nhọn, giết mục tiêu bằng cách cuộn chặt con mồi và sau đó nuốt chửng. Đây cũng là lần đầu tiên các nhân viên giết được một con trăn ngay sau khi nó ăn con mồi. Điều này có thể cho thấy kích thước con mồi lớn như thế nào. Scott Hardin là điều phối viên của Ủy ban Động vật Hoang dã, cho biết việc nắm bắt loài bò sát là rất quan trọng để giúp ngăn chặn sự lây lan của loại trăn này. Đây rõ ràng là một trong những loài trăn lớn nhất mà chúng tôi đã nhìn thấy. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy con vật nào dài hơn 5 mét trong thiên nhiên hoang dã ở Florida. Scott Hardin cho biết số lượng của loài trăn này tại Everglades đã tăng lên trong vài năm qua sau khi được thu mua bởi một số người ở khu vực nhằm mục đích làm thú nuôi độc đáo. Các nhà chức trách và chính quyền cho rằng các động vật này rất nguy hiểm và được quản lý lỏng lẻo bởi các chủ sở hữu, đặc biệt sau khi nó phát triển quá lớn hay bị thoát ra ngoài sau trận bão Andrew vào năm 1992. Loài trăn này chủ yếu ăn các động vật có vú, các loài chim nhỏ, nhưng những con lớn hơn thì thường ăn cá sấu, hiêu nai hay heo. Con trăn nuôi nhốt lớn nhất thế giới dài hơn 7,6 m, sống ở thành phố Kansas và có sức ăn như một người trưởng thành khỏe mạnh. Quá đáng sợ phải không các bạn? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin mới nhất và hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.